chúng ta tới tiếp bài số 91 bởi trước là chúng ta đã làm được vật liệu kính dạng như này đúng không nó giống cái kiểu bên trái này kính phun cát lồi lõm có cái dạng bên phải này là kính dán đề can đây à, tôi nghĩ chúng ta nên làm cái bài này trước bởi vì nó rất là thực tế các bạn sẽ sử dụng thường xuyên với nó áp dụng trong cái công việc của mình thì uh, chắc chắn rồi ai cũng biết đây là dán đề can đúng không cái loại này không có hoa văn họa tiết trơn một cái màu nhưng mà trên này nó khắc chữ Nó cũng dễ thôi nếu mà nó lồi chữ ra thì các bạn biết rằng chúng ta sẽ sử dụng texture đúng không che chắn thôi những cái chỗ nào mà bị thủng như này thì nó sẽ sử dụng cái vật liệu kính còn những cái chỗ khác thì nó sẽ sử dụng cái vật liệu đề can nhưng cái điều quan trọng nhất là phải biết cách làm cái vật liệu đề can ấy tôi mới đổi lại cái background cho cái bài này phía bên ngoài để cho nó cái ảnh cái nhà này ánh sáng nhẹ nhàng tình cảm thôi và cái tấm kính của chúng ta tôi quay trở lại sử dụng cái tấm plan nghĩa là không có độ dày làm cho dễ bởi vì các bạn biết rằng ấy, ngay cả đứng ở khá là cận cảnh như này cũng rất là khó có thể biết những cái vết dơ hay những cái vết bụi này nó nằm ở bên trong phòng hay là phía bên ngoài bởi vì cái độ dày kính thực ra nó rất là mỏng trừ những hiệu ứng về băm hay display thì chúng ta mới phải sử dụng những cái tấm kính mà có khối này. nghĩa là nó có độ dày nhưng mà thực ra các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái tấm plan này để làm những cái vật liệu có cái tính nổi khối nghĩa là sử dụng những cái texture trên cái băm một kênh display nhưng với cái điều kiện đó là trong cái vật liệu kính này, các bạn cũng không kích vào xin xeo từ test luôn trong bài số 91 các bạn ném lại cái ảnh normal map này vào đây kéo cái corona normal vào base map thì thực ra đối với cái texture corona normal map này các bạn sẽ phải kiểm vào cái mục add gamma to input để chuyển đổi cái hình ảnh normal map đầu vào này sang cái dạng gamma 1.0 để 3ds Max tính toán cho ra kết quả chính xác thì cái vụ gamma 1.0 12.2 này nó khá là nhức đầu tôi sẽ ra cái clip sớm nhất giải thích cho các bạn Ok quay sang đây cho nó khúc xạ luôn băm có thể cho nó âm được đây là tôi đang để cái dạng tấm plan được chưa Ok sang history store lại kế tiếp tôi sẽ kích shell tạo độ dày cho nó tấm kính chúng ta là một cm thì khi mà sử dụng cái vật thể nó có độ dày thì các bạn tưởng tượng đối với kính băm nó sẽ băm mặt trước và mặt sau của tấm kính những cái tia sáng nó sẽ tính toán chi tiết hơn render lâu hơn nhưng cái đường đi tia sáng nó sẽ tính toán chuẩn chỉ luôn à, tôi sẽ set b hình ảnh này a này, b này. các bạn đã thấy cái sự khác biệt chưa ánh sáng đối với trường hợp A là cái trường hợp mà chúng ta tạo độ dày cảm giác nó trong hơn, nó xuyên được tốt hơn. B cảm giác cái tia sáng nó bẻ cong không có chính xác. Đối với cái vật liệu đề can cái điều mà dễ nhận ra nhất chúng ta thấy rằng nó vẫn còn một chút khúc xạ nghĩa là các bạn đứng ở phía bên này vẫn nhìn được xuyên qua cái tấm kính thấy cái cửa màu nâu bên kia đúng không một vài những cái chi tiết uh, màu sắc bắt mắt sặc sỡ phía bên kia tấm kính chúng ta vẫn nhìn thấy là mờ và chắc chắn rồi cái bề mặt của nó khá là mờ và rõ ràng trong corona physical material để chỉnh cái độ mờ chúng ta chỉ có một thông số ronit mà thôi và thật là tuyệt vời nó vừa có thể điều chỉnh được độ mờ trên cái bề mặt đồng thời là độ mờ bên trong những cái vật thể có tính khúc xạ. Tôi sẽ tăng cái roundness này lên. Chụp phải, Z material từ selection. Nhớ kích vào thin cell nha. Không kích, kích này. Ok, ngon rồi. Như vậy là tôi đã xong cái vật liệu để can kính kéo sang đây là vật liệu kính trắng luôn rất là nhanh đặt tên cho nó phát glass để can và rõ ràng để tạo được cái kiểu vật liệu như này chúng ta sẽ phải sử dụng texture và rất đơn giản thôi sử dụng cái corona layer mtl texture thì tùy ý tưởng của các bạn có thể làm kẻ sọc sọc có thể viết tên hoặc làm logo rất là dễ trong photoshop trường hợp các bạn kỹ tính muốn làm nó chuẩn chỉ về cái vị trí chúng ta sẽ làm theo kiểu chuẩn chỉ cho này về không kế tiếp edit poly tôi sẽ connect những cái vị trí giáp danh với cái mép cửa này các bạn không nên kéo cái tấm plan nhé cho nó bằng cái mép này cho nó ngập vào một chút thì sau này khi render nó sẽ bớt lỗi. Còn các bạn để nó bằng cái mép này rất là dễ nhìn thấy. Xóa những cạnh dư đi. Ok. Kế tiếp unwrap Quá là đơn giản Relax luôn Bởi vì nó là cái tấm plan Ok Tôn. 6 ngàn Để trong bài 91 này Đặt tên unwrap ở đây tôi chuẩn bị hai cái ảnh làm cho hai cái cánh cửa sổ các bạn có thể sử dụng cái ảnh khác tùy cái ảnh này tôi sẽ phải chuyển nó về đèn trắng bởi vì chúng ta sẽ sử dụng trên cái mask đúng không sự sâu luôn cho cái chữ này nó chạy rồi kéo sang đây can t tất nhiên rồi 3 d smart thì nó được xếp cái nhóm phần mềm gọi là entertainment lĩnh vực giải trí đỏ layer này màu đen luôn ok hiện tại nó đang bị ngược đúng không không sao đặt tên mask Bởi vì tôi muốn những cái phần màu trắng này là nó trong suốt còn những cái phần mà màu đen này là đề can kéo corona lên một là sang đây base lên một cầm này kéo sang đây invert luôn mask một thằng này glass bằng này đề can ok chọn cái corona layer này gán sâu cái map này. rồi ngon à ẩn cái này đi ừ? tất nhiên rồi các bạn hoàn toàn có thể tác động thêm vào cái kênh refraction của cái vật liệu được can này cho nó bớt khúc xạ đi hoặc là tăng thêm nhưng thực ra cái hiệu ứng của nó đạt được không tốt bằng các bạn chỉnh trên kênh brownish Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.